nay chúng ta sẽ cùng vào rừng để gặp các bạn muông thú nha. Đầu tiên xin chào các bạn, mình là Giraffe. Hôm nay Giraffe sẽ làm MC để giới thiệu các bạn muông thú đến với lại các bạn nhỏ, để các bạn nhỏ cùng biết nha. Nào, mời các bạn nhỏ cùng đến chơi với vườn thú của nhà mình nha. Yeah, đầu tiên xin mời bạn đầu tiên nào. Chào bạn, bạn tên gì? Chào bạn Khát. Bạn Khát giới thiệu về mình đi. Khát có chiếc đuôi dài. Rồi Khát sao nữa? Rồi bây giờ mời Khát chào các bạn nha. Đâu nào? Rồi mời bạn Khát về chỗ của mình đi nào. Rồi bây giờ tới bạn tiếp theo. Mời bạn tiếp theo. Xin chào bạn. Bạn tên gì? Chào Baby Cow. Baby Cow giới thiệu về mình đi nào. Wow, bạn Baby Cow có hai cái sừng dễ thương quá ha. Baby Cow nè, chào các bạn đi. Baby Cow xin chào các bạn. Rồi, mời Baby Cow về chỗ. Tiếp nào, mời bạn tiếp theo. Chào bạn, bạn có bộ lông sặc sỡ quá, bạn tên gì? Chào bạn Tiger. Bạn Tiger giới thiệu về mình đi. Wow, bộ lông bạn đẹp quá. Rồi, bạn Tiger, chào các bạn đi nào. Tiger xin chào các bạn. Giỏi quá. Rồi, mời Tiger về chỗ nha. Rồi, xin mời các bạn tiếp theo nào. Mời các bạn tiếp theo. Xin chào bạn. Bạn tên gì đó? Chào Mommy Cow. Mommy Cow giới thiệu về mình đi. Mommy Cow có cái sừng không ta? Dạ không. À, Mommy Cow lại không có sừng ha. Có sừng nhưng mà sừng chưa nhú. Rồi, Mommy Cow chào các bạn đi. Mommy Cow xin chào các bạn. Rồi, mời Mommy Cow về chỗ nha. Rồi, nào, xin mời bạn tiếp theo nào. Ồ, bạn này sao giống bạn Tiger lúc nãy của ta? Chào bạn. À, Mommy Tiger. Nè, chào Mommy Tiger. Mommy Tiger giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu cam và màu tím. Rồi, Mommy Tiger chào các bạn đi nào. Mommy Tiger xin chào các bạn. Rồi, Mommy Tiger về chỗ ha. Rồi, xin mời Giraffe, xin mời các bạn tiếp theo nào. Chào bạn, bạn tên gì đó? Baby Sheep. Baby Sheep giới thiệu mình với lại các bạn đi. Baby Sheep màu xám ha. Rồi Baby Sheep chào các bạn đi nào. Baby Sheep xin chào các bạn. Rồi Baby Sheep về chỗ ngồi đi. Rồi Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Rồi chào bạn, bạn tên gì đó? Mình tên là Mommy Pig. Rồi mời Mommy Pig giới thiệu về mình. Mình có bộ lông màu hồng. Wow, bộ lông của bạn đẹp quá. Rồi Mommy Pig chào các bạn nào. Rồi, mời Mommy Pig về chỗ nha. Rồi, mời bạn tiếp theo. Xin chào bạn. Bạn tên gì? Mommy Sheep. Rồi, Mommy Sheep giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu vàng. Rồi Mommy Sheep có gì nữa ta? Có cái sừng màu xám. Đẹp quá. Rồi, mời Mommy Sheep chào các bạn nào. Mommy Sheep xin chào các bạn. Rồi, giỏi quá. Tiếp theo, Giraffe mời bạn tiếp theo nào. Chào bạn, bạn đang tìm ai đó? Mình đang tìm mẹ của mình. Mẹ của bạn hả? Rồi, mời bạn giới thiệu về bạn đi. Rồi mọi người tìm mẹ giùm bạn nhé. Baby Pig. Baby Pig. Yeah, chào Baby Pig. Baby Pig muốn giới thiệu gì về mình nào? Wow. Rồi, Baby Beat chào các bạn đi nào. Baby Beat xin chào các bạn. Rồi, Baby Beat tìm được mẹ chưa? Rồi, Baby Beat về với mẹ rồi ha. Nào, bây giờ mời đến bạn tiếp theo nào. Bạn này bạn gì mà đẹp quá ta. Chào bạn, hello, what's your name? Mình đây là Dia. Chào Dia, Dia giới thiệu về mình đi. Mình màu cam, còn mình có chấm
màu trắng nữa. Tia đẹp quá. Rồi mời Tia chào các bạn đi nào. Tia xin chào các bạn. Rồi mời Tia về chỗ. Tiếp theo Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Chào bạn. Mình tên là Goat. Chào Goat. Goat giới thiệu về mình đi nào. Mình có bộ lông màu cam. Rồi Goat có gì nữa nào? Là hai sừng màu đen. Hai sừng màu đen hả? Rồi Goat chào các bạn đi. Goat xin chào các bạn. Rồi Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Bạn này nhảy dữ vậy ta. Hello, what's your name? Chào host. Host giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu cam và cái đuôi của mình màu đen và cái lỗ tai của mình màu đen luôn. Host nhiều màu quá ha. Host chạy có nhanh không ta? Chứ. Rồi xin mời host chào các bạn đi nào. Rồi hello host, mời host về chỗ nha. Rồi bây giờ Giraffe xin mời bạn tiếp theo, còn bạn nào không? Chào bạn. Bạn sao nhìn bạn sợ quá vậy? Bạn giới thiệu về mình đi. Mình đang là Lion. Chào bạn Lion. Bạn Lion giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu cam và cái bờm của mình màu trắng. Cái bờm màu trắng đẹp quá ha. Rồi Lion chào các bạn đi nào. Xin chào các bạn. Rồi Lion về chỗ nha. Sợ quá sợ quá. Rồi Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Giraffe mời bạn tiếp theo nào. Bạn gì mà có cái vòi dài dữ vậy ta. Trời có hai cái ngà luôn. Bạn này to quá. Không biết là mấy bạn nhỏ có biết bạn này tên gì không, chứ Giraffe biết rồi nha. Xin chào bạn. Mình tên Elephant. Chào Elephant. Elephant có khỏe không? Hả? Rồi Elephant giới thiệu về mình đi nào. Mình có bộ lông màu sáng, vẻ ngoài của mình màu trắng. Elephant có cái gì nữa ta? Có vòi cái gì nữa? Trời ơi, Elephant đặc biệt quá. Rồi mời Elephant chào các bạn nào. Rồi mời Elephant về chỗ nha. Rồi mời bạn tiếp theo. Giraffe mời bạn tiếp theo. Bạn gì ta, giống bạn host gì vậy? Phải bạn host không? Không phải, mình là Duncan. Chào bạn Duncan. Rồi bạn Duncan giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu xám. Bạn có màu lông màu xám. Bạn có cái gì giống bạn host nữa nào? Ở dưới của mình là màu trắng. Rồi bạn Đinh Khi chào mọi người đi. Bạn Đinh Khi xin chào mọi người. Trời ơi, nãy giờ á giới thiệu cũng lâu rồi mà không biết còn bạn nào nữa không, để Giraffe bắt đầu cho các bạn tham dự. Còn hả? Chào bạn. Bạn tên gì đó? Là Goose. Chào bạn Goose. Bạn giới thiệu về mình đi. Mình có cái chân màu vàng, còn ở trên đầu mình có màu đỏ, còn mình có màu xanh lá cây. Chào các bạn. Rồi các bạn chào Goose nha. Goose nhỏ nhỏ nên Goose đứng lên xích xích lên trên, nếu không không thấy Goose đó. Nè Goose, xin đỡ nên cúi xuống một tí nè. Goose sợ sư tử hả? Rồi còn bạn nào nữa không? Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Mình đây là Wolf. Chào Wolf. Wolf có khỏe không? Có. Wolf giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu đen. Rồi Wolf chào các bạn đi nào. Wolf xin chào các bạn. Rồi Wolf về chỗ nha. Rồi Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Nghe tiếng là biết bạn nào rồi đúng không nào. Chào bạn, bạn giới thiệu về mình đi. Chào bạn Rooster. Bạn Rooster giới thiệu về mình đi. Mình có bộ lông màu đỏ và màu đen. Lông bạn đẹp quá. Rooster chào các bạn đi nào. Xin chào các bạn. Rồi Rooster về chỗ. Không biết Rooster đi có dẫn bạn nào đi theo không ta. Chào bạn. Bạn tên gì đó? Mình tên là Chicken. Bạn gọi mình là Chicken hay Hen gì cũng được. Thế mình gọi bạn là Hen nha. Rồi mời Hen về chỗ. Quên, Hen chào các bạn đi nào. Em xin chào các bạn. Rồi mời Hen về chỗ với Rooster đi. Rồi Giraffe xin mời bạn tiếp theo. Hello baby.
What's your name? Mình là Chuck. Chào Chuck. Chuck, giới thiệu về mình đi nào. Mình có bộ lông đen và miệng mình màu hồng. Bạn Chuck có bơi được trong nước không ta? Chưa. Rồi, mời bạn Chuck giới chào các bạn đi nào. Chào các bạn. Rồi, mời Chuck về chỗ. Còn bạn nào nữa không? Hết rồi. À, hết rồi ha. Hôm nay vậy là các động vật trong rừng đã có mặt đông đủ rồi để tham dự buổi họp mặt cuối năm. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau vui chơi nhảy múa nào. 2, 3.